Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai đã phát động rộng khắp mô hình trồng cây quế. Từ đó đến nay, cây quế trở thành cây chủ lực của địa phương, gắn bó và đem lại đời sống khấm khá cho hàng nghìn hộ gia đình, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của tỉnh. Nội dung này cũng sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Nhận thấy giá trị kinh tế, từ 10 năm nay, gia đình ông Bản Phúc Tiến, thôn Đầu Cọ, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã duy trì 6 hectare trồng đất cây quế. Ông Tiến cho biết cây quế đem lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều hộ trong thôn đã mở rộng diện tích trồng và chăm sóc, nhờ đó bà con có cuộc sống ấm no. Cây quế và thị trường tiêu thụ luôn ổn định nên những năm gần đây, năm nào gia đình ông Tiến cũng có thu nhập gần 200 triệu đồng. Ờ, như buôn toàn giang gì thì tầm khoảng... Tôi có xem truyền hình và thấy ở Yên Bái người ta trồng rất nhiều quế và cho hiệu quả. Từ đó gia đình cũng đã bắt đầu trồng và chăm sóc từ hơn 10 năm nay. So với cây sắn và cây ngô thì trồng quế đem lại hiệu quả cao hơn và dễ bán, trong khi giá cả thị trường lại ổn định hơn. Trước đây gia đình khó khăn, làm ruộng thôi. Từ khi trồng quế thì gia đình tôi cũng trồng được 5-6 hectare. Đến khi cây được 5-6 tuổi thì khai thác tỉa dần, từ đó kinh tế gia đình cũng khá hơn, sắm sửa tiện nghi gia đình, nuôi các con ăn học, mua được phương tiện đi lại. Trong căn nhà mới khang trang, anh Phùng Văn Sang ở thôn Khe Hoi, xã Phú Nhuận khó có thể tin rằng khoảng 10 năm về trước, gia đình phải lo từng bữa ăn. Từ ngày chuyển toàn bộ diện tích nương lúa kém hiệu quả sang trồng cây quế, năm 2013, gia đình anh chị bắt đầu có thu nhập từ cây quế. Cây quế ngoài bán vỏ thì lá, thân, cành và hạt đều được thương lái thu mua. Thu nhập từ trồng quế cộng với tích góp từ những năm trước, gia đình anh đã thoát nghèo để xây dựng được cuộc sống ấm no hơn. So với trước đây, nhà tôi làm nương, cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn thôi. Trồng quế thì mới có tiền làm nhà, nuôi con học, mua sắm đồ dùng trong nhà. Ở thôn bản, bà con người giao mình, ở đâu có đất rộng thì cứ trồng cây quế. Quế sẽ giúp mình thoát nghèo và làm giàu được. Trong khi đó, thì tại huyện Bắc Hà, những năm gần đây, cây quế đã thực sự khẳng định vai trò là loại cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp của địa phương này. Với việc quy hoạch mở rộng vùng trồng quế và có giải pháp tích cực để đảm bảo đầu ra, nhiều hộ dân đã thực sự thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ trồng cây quế. Gia đình ông Phạm Quang Ly, thôn Nậm Lúc Hạ, xã Nậm Lúc, trồng quế được hơn 10 năm. Hiện ông Ly đã có 7 hectare quế, trong đó phần lớn diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch. Riêng trong năm 2017, từ việc thu hoạch các sản phẩm từ quế đã cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Xuất phát từ hiệu quả việc trồng quế, thời gian gần đây, ông đã trồng mới trên những diện tích nương đồi còn bỏ trống hoặc kém hiệu quả trong sản xuất. Từ việc trồng quế kết hợp với chăn nuôi, buôn bán, hiện gia đình ông Ly đã trở thành một hộ có kinh tế khá giả ở trong thôn và là điển hình trong phát triển cây quế trên địa bàn xã. Cung cấp cho tôi được 7 ha quế, thế là thu nhập cũng bình quân như vậy, nó vừa được bán được 40 triệu thì là tầm độ cái số quế đấy ra trồng mà phát triển kinh tế gia đình thì thu nhập bình quân mỗi một năm được khoảng 200 triệu. Điều đáng nói là trong việc phát triển cây quế ở xã Nậm Lúc đã có sự đồng thuận cao từ nhân dân. Nếu như trước đây có một số thôn chưa bao giờ trồng quế như Nậm Tràm, Nậm Nhù, Nậm Chăm, Bản Cái thì giờ đây người dân ở các thôn này đã chuyển đổi các nương đồi kém hiệu quả sang trồng quế. Mặc dù diện tích chưa nhiều, thu nhập từ trồng quế cũng chưa có nhưng đây có thể coi là tín hiệu tích cực trong việc thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế. Thôn thì người ta trồng lâu rồi, thì thôn Nậm Tràm thì hiện nay là mới bước đầu chung tay vào được, năm nay là năm thứ 3 và thứ 4 thôi. Đấy, hiện nay cũng thấy bà con là thật sự là mạnh tay vào cái quế, thì cũng là do cái vận động của các ban ngành, đoàn thể ở thôn, thì bà con hiện nay cũng là thật sự là cũng chung tay về cái quế. Từ năm 1990, cây quế bắt đầu được trồng khá phổ biến ở xã Nậm Lúc. Tuy nhiên, do đây là cây trồng có thời gian sinh trưởng và thu hoạch tương đối dài, nhiều hộ chưa dám mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Kinh nghiệm trồng quế chưa có cũng là rào cản không nhỏ trong việc mở rộng diện tích. Với những cách làm cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước về phát triển kinh tế rừng, từ năm 2010 đến nay, người dân xã Nậm Lúc đã trồng mới được 625 hectare quế, nâng tổng diện tích quế của toàn xã lên trên 1.000 hectare, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra là hơn 100 hectare. Với giá quế ổn định và ở mức khá cao như hiện nay, việc trồng quế tại xã Nậm Lúc đã bước đầu phát huy rõ hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ trồng quế. Hàng năm vận động, tuyên truyền
cho bà con nhân dân thực hiện với địa phương mình xóa bỏ những cái diện tích trồng cây sắn, cây ngô, cây lúa nương không có hiệu quả về phát triển cho hộ gia đình đưa vào trồng cây quế. Với chủ trương đó thì những năm ở đây ở xã Đắk Lúc mỗi năm trồng từ 200 hecta trở lên. Trong những năm gần đây, nhằm thúc đẩy cây quế và chuỗi sản phẩm đặc hữu phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt quy hoạch vùng trồng cây quế và hệ thống các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2025. Huyện Bắc Hà cũng nằm trong vùng dự án này. Theo thống kê, năm 2017, doanh thu từ thu hoạch hạt quế, lá quế, tinh dầu quế và các sản phẩm phụ khác của huyện đạt trên 74 tỷ đồng. Tổng diện tích quế của toàn huyện là 7.000 hecta, trong đó có 3.000 hecta đã cho thu hoạch. Đảng ủy, chính quyền địa phương xã sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái kế hoạch trồng rừng, sản xuất rừng phòng hộ, phân công cán bộ xuống các thôn bản để thông qua các buổi họp thôn tuyên truyền vận động nhân dân để cho nhân dân hiểu biết về cái lợi ích về rừng kinh tế, bởi vì cây rừng kinh tế hiện nay chủ yếu là cây quế, thế và cây quế thì hiệu quả kinh tế rất là cao. Ngày trước thì địa bàn xã Nậm Đét thì còn rất là nghèo, nhà thì toàn là nhà ranh, nhà rột nát, đường xá đi lại thì rất là khó khăn. Cây quế nhân dân cũng có điều kiện để cho các cháu đi học đầy đủ, và đường làng ngõ xóm, đặc biệt là các cái tuyến đường đi thôn từ trung tâm xá đến thôn thì hiện nay là đã đổ bê tông thông tuyến hết tất cả 8/8 thôn bản. Có một số hộ dân thì cũng thu từ quế mà cũng có đủ điều kiện mua ô tô, làm giàu, phấn đấu làm giàu cho bà con nhân dân. Với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế rừng và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp, sự ủng hộ của người dân, hiện nay không chỉ riêng xã Nậm Lúc mà các xã khu vực hạ huyện nói chung như Cốc Lầu, Bản Cái, Bảo Nhai, Cốc Ly, diện tích quế đã không ngừng tăng cao qua các năm. Và với sự phát triển tích cực đó, cây quế sẽ thực sự là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của nhân dân các dân tộc thuộc các địa bàn khó khăn của huyện. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, đến hết năm 2017, diện tích trồng cây quế toàn tỉnh đạt 25.211 hecta. Lào Cai cũng nằm trong vùng trồng quế lớn của cả nước và đã trở thành vùng quế tiềm năng. Song thực tế cho thấy, công tác quản lý quy hoạch của các địa phương chưa tốt dẫn tới tình trạng người dân trồng quế ồ ạt không theo quy hoạch, dẫn đến nguy cơ vượt quy hoạch, khó kiểm soát. Điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng cung cầu của thị trường quế, gây khó khăn cho công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với mục tiêu đến năm 2020, quế Lào Cai trở thành sản phẩm quốc gia, điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong việc phát triển cây quế một cách bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Do vậy, yêu cầu cấp bách hiện nay, các địa phương cần rà soát, bổ sung mở rộng vùng quy hoạch trồng quế, quản lý tốt quy hoạch vùng trồng cây quế và phát triển hệ thống các cơ sở chế biến quế trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền vận động người dân trồng quế đúng trong vùng quy hoạch, cần có những cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp, công ty đủ mạnh đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến sâu sản phẩm tinh dầu quế, tiêu thụ sản phẩm cho người trồng quế trên địa bàn. Những hướng đi đó sẽ mang lại nhiều triển vọng cho cây quế phát triển đúng với tiềm năng của nó. Người dân yên tâm trồng, phát triển vững chắc diện tích quế, đem lại hiệu quả lâu dài, góp phần xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn. Những đồi quế ngày càng xanh tốt, ngút ngàn trên vùng cao Lào Cai không chỉ giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên làm giàu, đồng thời phủ xanh đất trống, đùi núi chọc và bảo vệ môi trường sinh thái. Đến đây thì chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.